Câu 4, đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? Các bạn phải biết kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Và nhớ muốn tính được bao nhiêu phút thì các bạn nhớ nhân thêm 5 nha các bạn. Nhân thêm 5 thì các bạn nhìn vào kim ngắn chỉ giờ, vậy là 6 giờ. Kim dài chỉ số 12 thì số 12 nếu mà nói về phút thì nó là 0 phút nha các bạn. 0 phút vậy là bằng 6 giờ. Đúng, chọn đáp án B. Tiếp theo câu 5, đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? Thì các bạn nhìn vào kim ngắn chỉ từ số 9 đến số 10, vậy các bạn chọn số nhỏ, vậy là 9 giờ. Kim dài chỉ số 4 thì ta lấy 4 nhân thêm 5 là 20 phút. Vậy 9 giờ 20, các bạn chọn